Những ngày cuối tháng 2, đi trên các con đường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp rực rỡ của hoa ban, loài hoa biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Cuối tháng 2, đầu tháng 3 là thời điểm hoa ban nở rộ nhất. Hoa ban nở trắng khắp lưng đèo, đỉnh núi, đặc biệt trên các con đường thành phố Điện Biên Phủ. Mùa hoa ban kéo dài đến hết tháng 4 và thường gắn liền với nhiều lễ hội, trò chơi của đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc. Truyền thuyết về loài hoa này gắn liền với một người con gái xinh đẹp tên là Ban, biết bao chàng trai si mê, theo đuổi, nhưng Ban lại đem lòng yêu chàng trai nghèo, tài giỏi tên là Khum. Gia đình Ban không chấp nhận chàng trai, họ ra sức ngăn cản, chia rẽ. Không cam chịu chia ly, hai người đành bỏ trốn mong được sống hạnh phúc cùng nhau. Chàng và nàng chết đi khi tình yêu còn chưa trọn vẹn. Nàng hóa thành loài cây cho sắc hoa trắng tinh khôi mang mát tím, người dân lấy tên nàng đặt cho loài hoa ấy là ban. Từ đó, trong tiềm thức người Tây Bắc, hoa ban biểu trưng cho sự thủy chung son sắc và vẻ đẹp trắng trong của người con gái. Báo Quân đội Nhân dân điện tử giới thiệu một số hình ảnh về hoa ban Tây Bắc. Let's Love Us. Oi.